Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ cài nhạc TikTok làm nhạc chuông ở trên điện thoại Xiaomi nha. Thì cái việc là cài nhạc chuông cho điện thoại Xiaomi cũng rất là đơn giản. Tuy nhiên thì nếu như bạn nào chưa biết cách thì chúng ta sẽ theo dõi hết cái video này của mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ cài những cái bài nhạc ở trên TikTok về cài làm nhạc chuông ở trên điện thoại Xiaomi nha. Đầu tiên thì các bạn có thể là mở cái ứng dụng TikTok ở trên điện thoại các bạn lên. Rồi, ở đây thì các bạn có thể là tìm kiếm cái video có cái bài nhạc mà các bạn muốn cài làm nhạc chuông ở trên điện thoại, hoặc là các bạn bấm vào phần tìm kiếm này và các bạn có thể là tìm những cái bài hát mà các bạn muốn cài làm nhạc chuông. Ví dụ như là mình muốn cài cái bài này thì bây giờ là mình sẽ tiến hành là tải cái bài hát này về trước bằng cách là mình sẽ đây cái bài hát này mình sẽ nhấn giữ vào màn hình và sau đó chọn vào phần là lưu video. Mình sẽ chờ cho video lưu về máy và mình thoát ra ngoài. Mình vào phần bộ sưu tập thư viện. Sau đó thì mình sẽ xem cái video. Đây là cái video mình đã lưu trên TikTok về. Mình bấm vào để nghe. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ thoát ra ngoài. Mình sẽ mở trình duyệt ở trên điện thoại lên. Ở đây mình sẽ mở trình duyệt Chrome và mình sẽ gõ là Cloud Convert. Đây, mình sẽ gõ cái từ khóa là Cloud Convert. Lúc này thì mình sẽ truy cập vào cái trang web có tên là cloudconvert.com. Lưu ý là lúc này nếu như các bạn không tìm kiếm và truy cập được vào cái trang web là cloudconvert.com thì các bạn có thể gõ là mp4 to mp3 nha. Thì cái trang web này nó sẽ cho phép các bạn có thể là chuyển đổi những cái video thành nhạc, có nghĩa là từ MP4 là video và chuyển thành MP3 là nhạc. Thì các bạn sẽ lựa chọn cái phần đó là convert từ MP4 sang MP3 và các bạn chọn là phần là select file, có nghĩa là chọn file. Rồi đây các bạn nhấn vào phần dấu cộng. Các bạn sẽ cấp quyền cho nó được truy cập vào phần album ảnh. Các bạn chọn là phần là chỉ cho phép khi dùng ứng dụng. Rồi sau đó các bạn chọn là phần file. Lúc này các bạn chọn là phần video TikTok các bạn vừa lưu về máy. Rồi, các bạn sẽ chọn là convert to MP3 và các bạn chọn là phần là convert ở đây. Lúc này thì các bạn sẽ chờ. Nó đang chạy. Nó sẽ chuyển đổi video từ MP4 tức là video sang MP3 tức là âm nhạc. Và sau khi mà chuyển đổi xong thì các bạn có thể là nghe thử. Thì ở đây mình không cần nghe thử nữa. Mình sẽ bấm vào phần download luôn. Nó ghi là đang tải xuống. Rồi như vậy là đã tải xuống thành công. Rồi bây giờ thì mình sẽ thoát ra ngoài. Bây giờ thì mình sẽ mở phần cài đặt ở trên điện thoại Xiaomi lên. Mình chọn là phần là cài đặt. Tiếp theo thì mình sẽ chọn vào cái mục là âm thanh và chạm. Các bạn sẽ chọn là phần là nhạc chuông. Ở đây thì các bạn chọn là phần là thêm. Trong phần thêm này thì các bạn chọn cho mình phần là chọn nhạc chuông trên máy. Các bạn chọn là phần là tập âm thanh. Rồi, ở đây thì nó sẽ có cái tập âm thanh mà các bạn vừa chuyển đổi từ MP4 sang MP3, các bạn chọn vào đây. Rồi, như vậy là xong, mình nhấn vào OK. Bây giờ mình quay lại. Mình vào phần nhạc chuông. Như vậy là trên đây là mình vừa hướng dẫn chi tiết các bạn cách chúng ta sẽ cài nhạc chuông cho điện thoại Xiaomi.